Thưa quý vị, thời điểm này các nhà vườn trên địa bàn tỉnh đang tập trung chăm sóc bưởi da xanh để cung ứng cho thị trường Tết. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng với giá phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, nên nông dân trên địa bàn khá là thận trọng trong đầu tư vào vụ bưởi Tết. Dự kiến sản lượng bưởi vụ Tết năm nay sẽ không cao như mọi năm. Gia đình anh Nguyễn Văn Lưu, ngụ ở ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, có 1 hecta bưởi da xanh trồng được hơn 10 năm. Hiện nay giá bưởi da xanh giảm mạnh, chỉ còn từ 12 đến 17 ngàn đồng 1 kg, nhưng tiêu thụ vẫn rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật lại tăng mạnh, từ 30 đến 40% so với cùng kỳ năm 2020. Nên gia đình anh Lưu không mấy mặn mà đầu tư cho vụ bưởi Tết. Thay vì mọi năm anh đầu tư gần 200 triệu đồng thì nay chỉ khoảng 140 triệu đồng. Sản lượng bưởi Tết vì vậy dự kiến sụt giảm chỉ ở mức 12 đến 15 tấn thay vì là 20 tấn. Nếu mà về cái giá bữa Tết á, thì theo cái tình hình dịch bệnh hiện nay á, thì cái đầu ra mình cũng rất là lo lắng cái đầu ra và cái giá nữa. Có thêm mà bây giờ thì thuốc bảo vệ thực vật với thêm là cái phân bón mình á, nó tăng cao quá, nên là nếu mà cái giá thấp á, thì cái sản lượng mình làm bữa mình bán ra thì nó sẽ không có lợi nhuận được bao nhiêu hết. Do chuyển hướng canh tác sang hữu cơ vi sinh nên dù giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, gia đình anh Nguyễn Minh Tuấn ở xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ lại không mấy lo lắng về chi phí đầu tư. Bởi theo phương pháp canh tác này, anh Tuấn đã giảm được hơn 120 triệu đồng tiền đầu tư ban đầu cho hơn 1 hecta bưởi so với phương pháp truyền thống. Thêm vào đó, sản lượng bưởi vẫn ổn định, thậm chí dự kiến tăng khoảng 20 tấn vụ Tết này thay vì 16 tấn như mọi năm. Chỉ có điều khiến anh Tuấn lo lắng và thận trọng khi mở rộng diện tích bưởi vụ Tết, đó là đầu ra và giá cả. Theo anh Tuấn, thời điểm Bà Rịa Vũng Tàu giãn cách phòng dịch, giá bưởi da xanh chỉ còn 7 đến 14 ngàn đồng 1 kg mà vẫn khó tiêu thụ. Các cấp chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp phải kêu gọi hỗ trợ để tiêu thụ. Cái năm nay nè, cái giá phân bón nó tăng lên, nhưng mà mình để đi theo hướng hữu cơ vi sinh nên là cái chi phí mình nó giảm giảm rõ luôn. Dịch như thế này thì giá bữa Tết theo như mình nghĩ là rất là thấp. Xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ là vùng trồng bưởi lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với khoảng 300 hecta. Theo nhiều nhà vườn nhận định, sản lượng bưởi Tết năm nay chỉ ở mức tương đối so với mọi năm. Do tình hình dịch bệnh nên giá cả và đầu ra trái bưởi gặp khó khăn chính. Vì vậy, hầu hết các nhà vườn dè dặt trong đầu tư và mở rộng diện tích mà chủ yếu tập trung phục hồi vườn cây, chuyển hướng sản xuất hữu cơ để giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng trái bưởi để hướng tới xuất khẩu. Mình cũng đang khuyến khích bà con trồng bưởi thì dần dần chuyển theo cái hướng canh tác hữu cơ cũng như vi sinh, để thứ nhất á, là mình sẽ giảm cái chi phí, thứ hai nữa là quả bưởi nó có cái chất lượng rất là tốt hơn, ổn hơn, thì cái thị trường đầu ra nó lại tốt hơn cho mọi người. Tại hợp tác xã bưởi da xanh Sông Xoài có 200 hecta, trong đó gần 100 hecta đang dần chuyển qua sản xuất hữu cơ vi sinh.